đón tiếp Brentford trên sân nhà, Manchester United dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Sau một số tình huống nguy hiểm, Quỷ Đỏ tìm được bàn thắng ở phút thứ 27. Anthony treo bóng chính xác vào vòng cấm địa, Sabitzer băng xuống đón bóng và chuyển sang cho Rashford. Ở tư thế chống chảy, Rashford dễ dàng sút tung lưới đối phương để mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên cởi mở hơn. Brentford không còn co cụm phòng ngự quá sâu nữa mà buộc phải dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Điểm nhấn lớn nhất trong phần còn lại là thủ thành De Gea. Cầu thủ người Tây Ban Nha có một tình huống phá bóng bất cần ngay đầu hiệp 2 khiến khán giả nhà thót tim. Trái bóng đập người đối phương bay ngược trở lại suýt nữa đã trở thành bàn thắng cho Brentford. Tuy vậy, cũng chính De Gea đã chơi xuất sắc ở tình huống đối mặt sau đó và cứu một bàn thua trông thấy. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man United. Quỷ Đỏ vượt qua Tottenham và trở lại top 4 Premier League. Theo phóng viên chuyên cung cấp thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Lampard đã đặt thỏa thuận làm huấn luyện viên tạm quyền cho Chelsea đến hết mùa giải năm nay. Lampard sẽ được hỗ trợ bởi các trợ lý Ashley Cole, Joe Edwards và Chris Jones. Nhiệm vụ của Lampard là giúp Chelsea đạt thành tích tốt nhất có thể ở đấu trường trong nước. Lampard cũng có cơ hội thể hiện năng lực cầm quân ở Champions League khi Chelsea đã vào tứ kết để đối đầu với Real Madrid. Tạm thời ổn định nội bộ, Chelsea sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Julian Nagelsmann, Luis Enrique và các ứng viên khác. Họ cần thời gian đánh giá thay vì bổ nhiệm một cách vội vàng như đã làm với Graham Potter. Barcelona toàn thắng 5 trận gần nhất, trong đó có thắng lợi 2-1 trước chính Real Madrid ở La Liga. Trong 4 trận siêu kinh điển của mùa giải năm 2022-2023, Barcelona thắng liên tiếp 3 trận. Với những thông số như vậy, chẳng ai có thể ngờ đội chủ sân Camp Nou lại sụp đổ trước Real Madrid cùng khoảng cách 4 bàn không gỡ trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha Copa del Rey. Thực tế, với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi, Barcelona khởi đầu vô cùng tự tin trên sân nhà. Họ liên tục ban bật đẹp mắt tăng tốc ở hai biên khiến đội khách bối rối. Đáng tiếc cả Robert Lewandowski hay Rafinha đều không tận dụng được những cơ hội trong vòng cấm. Bên phía Real Madrid, họ chấp nhận chơi với đội hình tương đối thấp và chờ cơ hội phản công nhanh. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti sắp xếp bộ ba tiền đạo Benzema, Rodrigo và Vinicius luôn túc trực ở khu vực giữa sân để sẵn sàng nhận bóng tổ chức tấn công. Phút 45+1, bước ngoặt trận đấu diễn ra. Ngay sau khi có toa thực hiện pha cứu thua đẳng cấp từ chối cơ hội của Lewandowski, các hậu vệ Real Madrid nhanh chân phá bóng lên cho Rodrigo và Vinicius tăng tốc. Các tiền đạo áo trắng phối hợp mẫu mực trước khi Vinicius dứt điểm thành công, mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Real Madrid thi đấu chậm hơn, giành lại quyền kiểm soát bóng. Đây là lúc những lão tướng như Modric và Kroos thể hiện bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của mình. Phút 49, số 10 của Real Madrid đột phá bên cánh phải rồi chuyền cho Benzema dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 57, Vinicius kiếm được phạt đền sau tình huống va chạm với Frank Kessié. Benzema thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Madrid. Đây cũng là thời điểm Barcelona sụp đổ về mặt tinh thần. Họ liên tục chuyền hỏng và dễ dàng để mất bóng. Phút 81, Benzema ấn định tỷ số 4-0, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong trận siêu kinh điển của mình. Người kiến tạo cho anh là Vinicius, đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của Real Madrid tại Camp Nou. Real Madrid sẽ gặp Osasuna trong trận tranh ngôi vô địch cúp nhà vua diễn ra vào ngày 6 tháng 5.